Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 102 Mời xem Kinh Văn trang 101 Hàng cuối cùng Phật cáo hư không tạng Bồ Tát Đế thính đế thính Ngô đương vị nhữ phân biệt thuyết chi Bồ Tát khải thỉnh Thì Phật Nhất định sẽ nói cho Ngài biết Trước khi thuyết Pháp phật nhất định căn dặn ông phải đế thính đế thính dùng cách nói hiện nay để nói là lắng nghe cho thật kỹ thâm ý của nó cũng không thể nghĩ bà vừa mở đầu Hàng thứ nhất cô chú giải đã nói Phù thiện thuyết pháp giả Vô thuyết vô thị Thiện thính pháp giả Vô đắc vô văn Đó là chân thật đế thính Cái này không phải là cảnh giới của chúng ta Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ cảnh giới của chúng ta là nghe cho kỹ là được rồi dưới đây phật liền khai thị nhược vị lai thế hữu thiện nam tử thiện nữ nhân kiến địa tạng hình tượng cặp văn thử kinh nải chí độc tụng hương hoa ẩm thực y phục trân bảo Bố thí cúng dường Tán tháng chim lễ Đắc nhị thập bát chủng lợi ích Đoạn này là nói sơ lược Cách tu Cũng chính là Làm thế nào tu phước Đoạn văn này Tuy là không dài Chỉ có hai hàng nhưng trong đó có mấy chữ mấu chốt chúng ta cần phải lưu ý đến chữ thứ nhất là chữ thiện thiện nam tử thiện nữ nhân tiêu chuẩn thấp nhất của chữ thiện là ưa thiện mến đức đây là điều kiện cần phải có người như vậy nhìn thấy hình tượng bồ tát địa tạng cúng dường hình tượng bồ tát chắc chắn không phải là mê tín tại vì sao cúng dường hình tượng vì nhìn thấy hình tượng liền nhắc nhở chúng ta nhớ lời chỉ dạy của bồ tát là ý nghĩa như vậy nếu như không nghe danh hiệu không thấy hình tượng thì rất dễ quên lời chỉ dạy của bồ tát cho nên ý nghĩa quan trọng nhất của danh hiệu hình tượng là luôn nhắc nhở chính mình Nếu biết noi theo Bồ Tát Địa Tạng Học tập Bồ Tát Địa Tạng Thì phước báo của bạn sẽ rất lớn Hương hoa ẩm thực Y phục trân bảo Bố thí cúng dường Ý nghĩa này phần trước đã giảng qua tỉ mỉ rồi là biểu thị lòng tôn kính của mình biểu thị chung cho sự phát tâm phát nguyện y giáo phụng hành của chính mình cho nên cúng dường không phải ở trên những hình thức này hình thức là tượng trưng Cúng dường Nhất định phải biết Cúng dường bằng cách y giáo tu hành Đây là sự kỳ vọng của Thế Tôn đối với chúng ta Trong phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền Nói cho chúng ta biết Hết thảy sự cúng dường vật chất tóm lại không bằng cúng dường pháp bố thí cúng dường vô lượng vô biên không bằng cúng dường pháp trong cúng dường pháp đã nói với chúng ta bảy điều điều thứ nhất chính là y giáo tu hành cúng dường Chúng ta dựa theo sự chỉ dạy trên kinh điển mà làm Đây chính là cúng dường chân thật Cho nên trên mặt sự cúng dường là tượng trưng Hương biểu thị cho tính Cho giới định Hoa biểu thị cho nhân Ẩm thực biểu thị cho tiếp nối huệ mạng Phật Y phục biểu thị cho nhẫn nhục trân bảo biểu thị cho phước nói dương để tượng trưng cho nên trong đây hoàn toàn không phải mê tín tán tháng đây là đem pháp môn kinh điển này vì người diễn thuyết giới thiệu cho người khác tiến cử cho người khác đây là tán thán ngôn giáo là dùng ngôn ngữ để tuyên truyền đây là tán thán lễ chim là thân giáo thể hiện ra cho người ta thấy Làm như vậy bạn mới thật sự gọi là tu phước. Sau đó mới được nhị thập bát chủng lợi ích. Nhân quả nhất định là tương ưng. Nhưng có rất nhiều người đọc kinh này xong sau đó đi thỉnh một bức tượng Bồ Tát Địa Tạng thờ ở trong nhà, hằng ngày thắp hương, cúng hoa. Sáng tối cúng đồ ăn thức uống mà không được quả báo, trong 28 loại lợi ích sau cùng này họ chẳng được một lợi ích nào. Sau đó họ mắng Phật, nói kinh này không linh. Kinh này không đáng tin. tại vì sao họ không thể cảm được quả báo vậy là hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa rồi họ chỉ chú trọng những hình thức này trong ý niệm vẫn là tham sân si mạng như cũ vậy thì làm sao có thể cảm được quả báo chứ Từng câu từng chữ trong đoạn văn này Chúng ta đều phải hiểu nói cho rõ ràng Sáng tỏ Tu nhân mới cảm được quả Đây là lời của Thế Tôn nói ra Tuyệt đối không có vọng ngữ Chắc chắn là không nói quá Bạn thật sự có thể dựa theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Mà tu hành Thì bạn sẽ được lợi ích Thứ nhất là Nhất giả Thiên Long Hộ Niệm Thiên Long là Thần Hộ Pháp Nhà Phật gọi là Thiên Long Bát Bộ Thần Hộ Pháp họ hộ niệm bạn thông thường chúng ta gọi là họ phù hộ cho bạn nhị giả thiện quả nhật tăng điều này chúng ta có thể tưởng tượng được người này tâm thiện hạnh thiện thấy tượng nghe kinh đọc tụng cúng dường là hạnh thiện Lại có thể vì người diễn thuyết Ở đây không có chữ nào là vì người diễn thuyết Ngài dùng là tán thán lễ chim Chính là vì người diễn thuyết Bạn xem thông thường trong kinh Phật căn dặn chúng ta là Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết Phật thường nói lời này Độ dài của kinh kim can rất ngắn Chỉ có hơn 5.000 chữ Nhưng Câu nói này Phật đã lặp lại rất nhiều lần Tụng bộ kinh kim can xong Những câu khác không thể nhớ được Nhưng bạn sẽ nhớ câu này Vì số lần lặp lại quá nhiều Thọ trì đọc tụng Vì người diễn thuyết Nghe gì tự nghĩ đoạn này Có phải là mang ý nghĩa này không Chính là thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết tán tháng là thuyết lễ chim là diễn diễn thuyết cho nên quả thiện của họ đương nhiên là tăng trưởng mỗi ngày thiện tăng trưởng thì ác sẽ tiêu trừ hay nói cách khác người dựa theo lý luận phương pháp của kinh văn này mà tu hành thì nghiệp chướng của họ sẽ tiêu trừ mỗi ngày lực thiện của họ đang tăng trưởng mỗi ngày tam giả tập thánh thượng nhân thánh thượng nhân là nhân thành phật bạn hiện nay đang tu nhân tứ giả bồ đề bất thoái bồ đề là nói tâm bồ đề tâm bồ đề nói một cách đơn giản nhất là không thối thất tâm giác ngộ người này ở trong đời sống thường ngày đối với người với sự giới vật không mê hoặc không điên đảo họ giác ngộ từng giây từng phút đều có sự cảnh giác cao độ ngũ giả y thực phong túc chữ phong túc không phải là rất nhiều rất nhiều như chúng ta thường tưởng tượng không phải vậy thế thì sai rồi phong túc là nhất định không có thiếu thốn Người tu đạo biết đủ thường vui Như vậy mới là thật sự phong túc Họ không bị thiếu thốn Cần cái gì thì họ có thể có cái đó Đều có thể đạt được Lục giả tật dịch bất lâm Có thể xa lìa bệnh tật hai chữ này phía trước là tật bệnh phía sau chính là chúng ta hiện nay gọi là những bệnh truyền nhiễm họ đều không bị gặp phải vì sao vậy tâm thanh tịnh tâm từ bi tâm thiện lương sẽ không bị gặp phải những loại bệnh khổ này, những bệnh tật này có quan hệ mật thiết với tâm địa, thất giả ly thủy hỏa tai, bạn sẽ không bị gặp phải những tai nạn này. bạn có thể tránh được bát giả vô đạo tật ách. đây là tai họa cho con người đã tạo nên bọn cướp bóc kẻ ăn cắp bạn đều không bị gặp phải không bị gặp phải loại này là nói trong số mạng của bạn đã định vào lúc nào đó bạn sẽ gặp phải những điều này những điều này có thể tránh được đó mới là lợi ích thật sự nếu trong số mạng của bạn không có những mối quan hệ đòi nợ trả nợ này với người ta cái đó thì không tính rồi trong số mạng của bạn có sẽ bị gặp phải nhưng lúc này được miễn nạn vậy mới tính là công đức tu hành của bạn thay đổi được cảnh giới cửu giả nhân kiến khâm kính một người tu hành người tu hành chân thật tâm địa lương thiện từ bi Đối xử với người thành khẩn Hòa nhã Kẻ ác nhìn thấy bạn Cũng sẽ đối với bạn rất cung kính Đây là đạo lý nhất định Thập giả quỷ thần trợ trì Đúng như lời kiên lao địa thần nói Người thật sự tu hành đúng như lời giáo huấn thì quỷ thần cũng hộ trì họ luôn luôn phù hộ bạn thập nhất giả nữ chuyển nam thân thân nữ có nhiều đặc điểm khổ sở hơn thân nam Nếu như không muốn thọ thân nữ Và muốn được thân nam Có thể chuyển được không? Chuyển được Thế nhưng cũng có người Muốn thọ thân nữ Bên dưới nói Thập nhị giả phi vương thân nữ Quốc dương đại thần Sanh vào trong những gia đình phú quý này Đều có thể đạt được Người phát tâm như vậy Phần lớn đều là Bồ Tát Dùng loại thân phận này để độ hóa chúng sanh Để lợi ích xã hội Thập tam giả đoan chánh tướng hảo chúng ta thường nói tướng tùy tâm chuyển tâm tốt thì tướng sẽ tốt thập tứ đa sanh thiên thượng đây là nói bạn tu phước phước bạn tu lớn phước báo lớn ở cõi nhân gian không có chỗ hưởng thụ nên lên trời để hưởng phước thập ngũ giả hoặc vi đế vương. Chúng ta biết ở thế gian những vị vua thời xưa, hiện nay những vị lãnh tụ lãnh đạo của mỗi quốc gia khu vực này đều là người trong đời quá khứ có tu đại phước báo. Họ mới cảm được. Người không có phước báo thì họ không thể có được địa vị này Không những không có được Dù có cho họ Họ cũng không đảm nhận nổi Điều này đúng như câu nói Giọt nước hạt cơm đều do tiền định Trong số mạng bạn có Thì nhất định sẽ có Trong số mạng không có Thì dù có cầu cũng không được ở phần trước tôi đã từng nói qua với các vị rồi nếu không có phước báo lớn như vậy dù có trao chức quan cho bạn trong khi bạn còn chưa nhận chức thì bạn đã chết rồi cái điển hình này tôi đã thấy rất nhiều rồi phần bạn chỉ có vị trí lớn mức đó cao mức đó nếu thăng cấp lên nữa bạn còn chưa nhận chức thì bạn đã chết rồi cho nên nói là công danh lợi lộc thế gian đều là do mình đời trước đời nay tu mà có phần lớn con người đời trước có tu thì đời nay bạn gặp được thiện tri thức chỉ dẫn đây này tu thì đây này có thể chuyển nghiệp giống như người và các vị rất quen thuộc là tiên sinh liễu phàm những gì trong viên liễu phàm gia đình tứ hướng nói ông là chuyển nghiệp ngay trong đời trong đây đều có đạo lý thập lục giả túc trí mạng thông là giống như những người Có khả năng đặc biệt Mà hiện nay các chị biết Đó là họ tu từ nhiều đời trước Mấy hôm trước Có một người tặng cho tôi một đĩa video Tôi cũng không biết do ai tặng Hôm kia tôi đã xem qua Trong đó có một em nhỏ 4 tuổi Viết thư pháp Viết đẹp vô cùng Rõ ràng là chữ do em nhỏ 4 tuổi viết đó Đã được khắc dọc bia Viết đẹp như vậy là thiên tài Đó là túc trí mạng thông Chứ không phải do đời này Là trong đời quá khứ Giống như chuyện này cũng là có rất nhiều Thập thất giả hữu cầu giai tùng đây chính là chúng ta gọi là có cầu ác ứng Tại vì sao họ có cầu đều có ứng vậy? Vì nghiệp chướng của họ được tiêu trừ Không có chướng ngại Cho nên có cầu ác ứng Thập bát giả quyến thuộc hoang lạc Đây là Nho Gia nói Mình thành ý, chánh tâm Tu thân tề gia thì gia đình an vui Đều có đạo lý cả Thập cửu giả Chư hoạn tiêu diệt Trong số bạn có tai nạn Chúng ta gọi là Tai nạn bất ngờ Hoạn sự là tai nạn bất ngờ Là trong số mạng bạn sẽ gặp phải Đến lúc này nó cũng bị dứt sạch Do nghiệp chướng tiêu trừ rồi Nhị thập giả Nghiệp đạo vĩnh trừ Nghiệp đạo là nói ác đạo Họ vốn dĩ có tội nghiệp Phải bị đọa đường ác Hiện tại nhất định là không bị đọa đường ác nữa Nhị thập nhất khứ xứ tận thông Khứ xứ Là người chúng ta sau khi chết rồi Thập pháp giới bày ngay trước mắt chúng ta là mười con đường thông thường phàm phu bị nghiệp lực dẫn dắt mình không cách gì lựa chọn được điều này rất khổ não bị nghiệp lực dẫn dắt người giác ngộ người có trí huệ có thể tự mình lựa chọn thế là tự tại Bất lựa chọn đi đường nào cũng đều thông suốt đều không có chướng ngại Trời dục giới, trời sắc giới Thanh văn duyên giác Bồ Tát Đều do chính mình lựa chọn Nhị thập nhị giả Giả mộng an lạc Phàm phu ai cũng nằm mộng Nói cho bạn biết sẽ không còn nằm thấy ác mộng nữa Thường hay thấy ác mộng Thì tự mình phải cảnh giác Tại vì sao bị thấy ác mộng vậy? Có nhiều ý nghĩ ác Có nhiều tập khí ác mới nằm thấy ác mộng Cho nên từ trong nằm mộng Cũng có thể nhận ra được Chính mình tu hành có tiến bộ hay không Nhị thập tam giả tiên vong ly khổ Người thân quyến thuộc của bạn đã qua đời Nhờ phước của bạn Bạn tu hành tốt Tu hành có công đức Họ được thơm lây thì họ có thể lìa khỏi ác đạo có thể giảm bớt đau khổ nhị thập tứ giả túc phước thọ sanh tương lai bạn đầu thai nhờ phước báo của bạn bạn nhất định sẽ được sanh vào đất phước sanh vào gia đình có phước nhị thập ngũ giả chư thánh tán thán chư thánh là chỉ phật bồ tát Nhị thập lục giả thông minh lợi căn Thông minh lợi căn là quả báo có được Từ việc bố thí pháp Trong đó bạn có tán thán chim lễ Nhị thập thất giả như từ mẫu tâm Tâm từ bi Tâm thương hại Thương xót tất cả chúng sanh của bạn Sẽ được tăng trưởng Nhị thập bát giả tất cánh thành Phật Tất cánh thành Phật là nói cuối cùng Đời này không có phát nguyện giảng sanh Bất thối thành Phật Thì tương lai tóm lại sẽ có cái duyên này Duyên này không nhất định là ở đời sau Không nhất định ở đời sau nữa Nhưng chắc chắn sẽ gặp được Bởi vì thường hay được chư Phật hộ niệm được Bồ Tát Địa Tạng Gia Trì Đây là nói bạn sẽ được Lợi ích nhiều như vậy Đoạn Kinh Văn này Pháp Sư Thanh Liên có chú giải Ngài chú giải cũng hay vô cùng Các vị có thể tự mình mà tham khảo Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Ở trang 107 Phục thứ hư không tạng Bồ Tát Nhược hiện tại vị lai Thiên Long quỷ thần Văn địa tạng danh Lễ địa tạng hình Hoặc văn địa tạng bổ nguyện Sự hạnh tán tháng chim lễ Câu trả lời của Thế Tôn Chia thành hai đoạn Đoạn phía trước này nói 28 loại phước lợi Là nói Đối với người thiện nam Người thiện nữ Chúng sanh Của thời mạt Pháp y giáo tu hành Còn đoạn bên này Bởi vì Ngài hỏi Bao gồm cả chúng sanh lục đạo Cõi người Y giáo tu hành Sẽ được 28 loại lợi ích Còn năm đường khác Như chư thiên quỷ thần Ở đây Phật Cũng nói ra ý này rồi Chữ mấu chốt Ở trong đoạn này là Văn Địa tạng danh đây là đoạn rất quan trọng Lễ địa tạng hình Trong lễ đã có tu hành Lễ kính tán tháng Đây là nói thiên long quỷ thần Hiện tại và dĩ lai Chúng ta đọc kinh thấy có thiên long quỷ thần đến nghe mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy nhưng có thể sẽ cảm nhận được tâm của bạn càng thanh tịnh thì sẽ càng dễ dàng cảm nhận được thậm chí là một người đọc kinh ở trong phòng đọc kinh không có ai nhìn thấy nhưng có thiên long quỷ thần thường thường vào lúc này chúng ta sẽ ngửi thấy mùi thơm lạ đó là chuyện bình thường hay gặp nhất mùi thơm từ đâu mà có vậy trong lúc chúng ta đọc kinh đặc biệt là lúc mới học mới học đọc kinh thường không có thắp hương Cổ Đức nói cho chúng ta biết Là có thiên thần đi ngang qua nơi này Nhìn thấy bạn đọc kinh Họ dừng lại chắp tay cung kính tán thán Vì trên người họ có mùi thơm Nên bạn mới ngửi thấy mùi thơm lạ này Đôi khi có vài người cùng nhau thảo luận kinh điển Nếu tâm địa rất thanh tịnh vào lúc này tâm địa từ bi tâm địa thiện lương bạn đang nghiên cứu thảo luận có khi thiên long quỷ thần đi ngang qua họ nhìn thấy họ cũng dừng lại nơi này chắp tay cung kính chào bạn thường thường vào lúc đó những người cùng nhau thảo luận kinh điển này mọi người đều ngửi thấy mùi thơm lạ chuyện này tôi thường hay nghe nói bản thân cũng đã từng trải nghiệm qua rồi cho nên chúng ta đọc kinh chúng ta nghiên cứu thảo luận tu hành đừng nên cho rằng không có người nhìn thấy mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy nhưng có rất nhiều người vô hình nhìn thấy bạn hiểu được đạo lý này hiểu rõ sự thật này bạn phải giác ngộ chúng ta khởi niệm ác làm việc xấu đừng cho rằng không có người biết thiên long quỷ thần đều biết tất cả bạn có thể che giấu được người chứ không thể che giấu được quỷ thần có câu là ngẩng đầu ba thước có thần linh lời nói này là thật chứ không phải là giả là sự thật văn địa tạng bổn nguyện sự hành làm sao nghe được là bởi vì chúng ta đọc kinh họ nghe thấy chúng ta đọc kinh có thành tiếng hay không thành tiếng không sao cả đọc thành tiếng đương nhiên là tốt hơn không thành tiếng thì cứ đọc từng chữ như vậy cho đến hết đều có thể có cảm ứng chúng ta cảm ứng đạo giao với trời đất quỷ thần và tất cả chúng sanh đều là do tác dụng của tâm phần trước có nói với các vị rồi khi tâm động niệm nó có sống dù sống cực kỳ nhỏ bé Thì quỷ thần Cũng có thể khởi cảm ứng Có thể cảm ứng cùng với sống của họ Nên họ sẽ biết Họ nhìn thấy, họ nghe thấy hết Cho nên họ tán thán chim lễ Chim lễ là kính chào Đắc thất chủng lợi ích Khi họ cung kính khen ngợi chim lễ Họ cũng được lợi ích Nhất giả tóc siêu thánh địa Thánh là chỉ quả vị của bồ tát có thể giúp họ nâng cao cảnh giới nếu như là thiện thông thường trong thế gian là việc thiện trong pháp thế gian nói thánh địa đây là nói chư thiên bạn xem chúng ta đọc thấy ở trong bút ký tiểu thuyết của người xưa người đọc sách nho gia người đọc sách đạo gia thậm chí là người đọc kinh điển của tất cả tôn giáo khác cũng có thể cảm được thiên long quỷ thần nghe danh lễ kính họ được tóc siêu thánh địa đây là sanh thiên bởi vì những điều họ nghe được là khác nhau kinh phật có thể giúp họ siêu phàm nhập thánh chúng ta đọc kinh không những độ được người mà còn độ được chúng sanh trong lục đạo nhị giả ác nghiệp tiêu giảm những vị quỷ thần này Là phàm phu Không phải thánh nhân Họ ở trong lục đạo Chưa có lìa khỏi lục đạo Tập khí phiền não của họ Vẫn còn rất nặng Họ thường hay nghe Pháp Được Phật Pháp hung đúc Cho nên hạt giống ác nghiệp Dần dần bị tiêu diệt Quỷ thần còn như vậy Thì chúng ta đâu lẽ nào ngoại lệ được chứ Nếu chúng ta muốn Công phu của mình đắc lực Cho nên Phật dạy chúng ta Bạn xem trong Tam Phước Khuyên chúng ta nên đọc tụng Đại Thừa Nên đọc Kinh mỗi ngày Không những phải đọc tốt nhất là phải giảng mỗi ngày giảng là gì giảng là khuyên người khuyên người cũng là khuyên chính mình người chân thật được lợi ích là chính mình chúng ta giảng một bộ kinh cần thời gian rất dài bộ kinh này giảng từ đầu đến cuối người được lợi ích lớn nhất là chính mình thính chúng có rất nhiều người không có thời gian họ sẽ không đến nghe họ sẽ bị thiếu buổi chứ người giảng thì không thiếu buổi nào người nghe thường hay bị thiếu buổi cho nên người giảng là được công đức viên mãn người nghe thì chưa chắc được viên mãn bạn nhất định phải hiểu cái đạo lý này trước khi chúng ta chưa có thành tựu Giảng kinh là tự lợi Cho nên chúng ta ở trên bục giảng Tôi cũng đã từng nói qua với các vị đồng tu rất nhiều lần rồi Chúng ta là dùng thái độ học trò Để thực tập Báo cáo ở trên bục giảng Người ngồi dưới bục giảng đều là thầy Đều là giám thị của chúng ta Chúng ta ở trên bục giảng Đem những gì mình tu hành đã trải nghiệm qua được Báo cáo lên với thầy Lên giám thị Lên phụ huynh mà thôi Dùng tâm thái như vậy Thì lợi ích của chính mình Sẽ được viên mãn Đến khi nào chúng ta thực sự minh tâm kiến tánh Thừa nguyện tái lai Mới có thể nói là Tôi giảng kinh thuyết Pháp cho người khác nghe khi chưa có kiến tánh Chưa có thành tựu Chỉ là giảng cho mình nghe Để khích lệ chính mình Mọi người cùng khích lệ lớn nhau Thì Tập khí nghiệp ác Làm sao mà không tiêu trừ được chứ Cho nên giảng không ngừng Có rất nhiều người nói là Tôi thích giảng kinh Tôi không phải thích giảng kinh Tôi muốn tiêu nghiệp chướng Tôi dùng phương pháp này để tiêu trừ nghiệp chướng Rất có hiệu quả Cho nên nói lời thành thật Nếu ba tháng không giảng kinh Thì tập khí tật xấu liền xuất hiện ngay Giảng mỗi ngày Khuyên mỗi ngày Là đè mỗi ngày Mới hàng phục được Mở bản kinh ra Là đối diện với Phật Bồ Tát Tiếp nhận sự chế dạy của Phật Bồ Tát phải hiểu được ý nghĩa này Tam giả chư Phật hộ lâm Hộ Là hộ niệm Lâm là cảm ứng Cảm được Phật đến hộ niệm Tứ giả bồ đề bất thối thường xuyên duy trì tâm bồ đề tâm giác ngộ tâm ưa mến thiện tâm lợi ích chúng sanh đây là tâm bồ đề ngũ giả tăng trưởng bổn lực bổn là vốn có vốn có trong tự tánh lực vốn có là gì lực đó là không thể nghĩ bàn tinh kinh phật thường nói nguyền thực nhị trí là nói cái này nhiều nhất tăng trưởng căn bản trí căn bản trí là tâm thanh tịnh tâm bình đẳng trên kinh đại thừa gọi là tam muội chánh thọ ý nghĩa này cũng vô cùng sâu rộng thật không dễ gì đạt được căn bản trí chúng ta ngày nay chỉ đạt được ở mức tương tự chứ không phải chân thật căn bản trí chân thật chỉ là pháp thân đại sĩ mới có chứ chúng sanh trong thập pháp giới không có chúng sanh trong thập pháp giới pháp giới tứ thánh là quả vị tương tự phàm phu trong lục đạo tu tốt đi nữa cũng là quả vị quán hạnh Chúng ta tự mình nhất định phải biết rõ Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh không đạt đến mức độ này Ngày nay chúng ta nói thanh tịnh Nhưng phiền não tập nghiệp vẫn còn khởi hiện hành cũng tức là thị phi nhân ngã tham sân si mạng Bất tri bất giác Nó vẫn khởi tác dụng Căn bản trí từ đâu mà có Căn bản trí là Thanh tịnh bình đẳng Tâm chân thật đạt đến thanh tịnh Thanh tịnh là không sanh phiền não Liền thanh tịnh ngay Bình đẳng là nhất định không có phân biệt mới có thể đạt đến bình đẳng tâm thanh tịnh bình đẳng chính là căn bản trí trên kinh bát nhã nói bát nhã vô tri đây là căn bản trí khi nó khởi tác dụng là vô sở bất tri bát nhã vô tri vô sở bất tri Ngày nay chúng ta là hữu tri Hữu tri gì thì sẽ hữu sở bất tri Chúng ta biến thành cái gì cũng không biết Học tập cho rằng như vậy là biết Nhưng chưa chắc là biết chính xác Có khi lầm lẫn, xuyên tạ, hiểu sai rồi như vậy mới phải nương vào kinh điển của phật những gì phật nói là chánh tri chánh kiến những gì chúng ta nhìn thấy nên đối chiếu với kinh phật nếu như những gì chúng ta thấy ra giống như những gì trên kinh phật nói vậy thì cái thấy hiểu tư tưởng của chúng ta là chính xác nếu như những gì chúng ta thấy ra khác với trên kinh điển nói Vậy thì tư mình nhất định phải phản tỉnh, phải kiểm điểm Chúng ta đã sai rồi Chứ kinh Phật không sai Dựa theo tiêu chuẩn của kinh Phật Để điều chỉnh tư tưởng Và sự thấy hiểu của chúng ta trở lại Vậy gọi là tu tâm Đây gọi là tu từ căn bản tâm địa thanh tịnh sẽ sanh trí huệ trí huệ này tự mình có thể thọ dụng cũng có thể lợi ích tất cả chúng sanh đây gọi là hậu đắc trí vô sở bất tri cho nên nói là tăng trưởng bổn lực Trong chú giải nói đến Thâm hành Bồ Tát Cụ túc bi trí nhị tăng Cách nói này cũng hay Ngày ngoài nói trí Hai loại trí ra Còn nói từ bi Khi trí huệ hiện tiện Thì nhất định sẽ sanh ra tâm từ bi Trí huệ càng rộng Thì tâm từ bi sẽ càng lớn Đây là đạo lý nhất định Lục giả túc mạng giai thông Đây là chúng ta gọi là thần thông Thần thông trên kinh Phật nói Y định lực nhi hiện tiền Thần thông là bản năng Tại vì sao bị mất hết bản năng chị? Do tâm tư loạn Nên bản năng không hiện ra Trước đây tôi ở nước Mỹ Có một vị đồng tu Gặp được một người Trung Quốc đại lục Có khả năng đặc biệt Ông vừa vào mắt thường Có thể nhìn thấy Rõ ràng nội tạng của một người Có năng lực này Chúng ta gọi là mắt x quang Có một vị đồng tu liền nhờ ông ta xem thử Ông kiểm tra xem qua Cuối cùng ông ấy xem xong Ông nói cô năm xưa bị bệnh lao phổi Hiện nay đã khỏi rồi Vẫn còn vết sẹo ở chỗ đó Nói cho cô ấy biết Cô này giật mình Năm xưa quả thật đã từng bị bệnh này Nhưng xưa nay không có ai biết Kết hôn nhiều năm như vậy Mà ngay cả chồng cô cũng không biết Ông này đã thấy được Tôi nói ông thật là tài giỏi sau đó liền hỏi ông khả năng này của ông có bị mất hay không Ông trả lời cũng có thể Sao bị mất vậy Biết quá nhiều chuyện Đầu óc phức tạp sẽ bị mất hết Cho nên những người này họ rất ít tiếp xúc với bên ngoài Để giữ gìn tâm thanh tịnh của mình Là tương ưng với Phật Pháp nói Cho nên năng lực trí huệ đều sanh ra từ trong tâm thanh tịnh tâm của bạn càng thanh tịnh thì trí huệ đức năng của bạn sẽ càng mạnh đạo lý là ở chỗ này nếu càng phức tạp thì sẽ càng yếu thị phi nhân ngã tham sân si mạng càng ít thì càng tốt vậy thì trí huệ đức năng trong tự tánh của bạn mới bộc lộ ra được những thứ này là chướng ngại lớn Từ chính mình nhất định phải biết rõ phải sáng tỏ đặc biệt là nếu chúng ta muốn học giáo lý để tương lai lợi ích chúng sanh thì kinh điển là trí huệ cứu cánh viên mãn chúng ta mở kinh điển ra nếu như dùng tâm phiền não tâm sở loạn thì bạn chắc chắn sẽ không thu được lợi ích gì bạn không thể hiểu được nghĩa của nó Nếu các vị đồng tu muốn giảng kinh giỏi Giảng thật viên mãn Thì không có gì khác là tâm thanh tịnh mà thôi Xa lìa danh văn lợi dưỡng Xa lìa ngũ dục lục trần Thì bạn mở quyển kinh ra Liền sáng tỏ ý của Phật ngay Tại vì sao sáng tỏ vậy? Ý của Phật chính là tánh đức của chính mình Cho nên bạn mới có thể sáng tỏ được Là tánh đức của chính mình Túc mệnh giai thông Thất giả tất cánh thành Phật Bởi vì sách bạn đọc là Kinh Phật Bất kỳ quyển Kinh Phật nào Đến cuối cùng Trăm sông cũng đổ về một biển Chắc chắn là quy về Vô thượng Bồ Đề cho nên là tất cánh thành phật đây là được bảy loại lợi ích chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn cuối cùng nhĩ thời thập phương nhất thiết chư lai bất khả thuyết bất khả thuyết chư phật như lai cập đại bồ tát thiên long bát bộ đại hội tại cung trời đau lợi đại hội viên mãn rồi ở chỗ này chúng ta đặc biệt phải nhận ra được khi đại hội mở đầu thì tất cả chư phật mười phương đều đến dự số chư phật như lai đến tham gia pháp hội này không có vị nào nửa chừng bỏ về không có đều là tham dự cho đến khi pháp hội viên mãn sự thù thắng này là không thể nghĩ bàn trong tất cả kinh điển chúng ta chưa có nhìn thấy bao giờ có lần nào Thích Ca Mâu Phật giảng kinh Mà có nhiều Phật đến nghe như vậy không? Không có Trên kinh Hoa Nghiêm Trong hội kinh vô lượng thọ Chúng ta cũng nhìn thấy Bồ Tát Mười Phương đến tham dự Chứ không có nhìn thấy Phật đến Khi Phật giảng đến chỗ quan trọng Thì chư Phật đến chứng minh Đến thị hiện cho Ngài một lát Chứ không giống như Pháp hội này Từ đầu đến cuối Tất cả chư Phật mười phương Không có thiếu một vị nào Tất cả đều đến Bạn mới biết tầm quan trọng của Pháp hội này Cho nên Pháp này là Pháp căn bản của nhà Phật Trong Pháp Đại Thừa Bất luận bạn tu học Pháp môn nào Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Vẫn là Nền tảng là căn bản Lìa khỏi nền tảng này Bạn tu bất kỳ pháp môn nào Cũng chắc chắn không thành công Cho nên Nền tảng này là vô cùng quan trọng Văn Thích Ca Mâu Ni Phật Sinh dương tán tháng đi tạng Bồ Tát Đại oai thần lực Bất khả tư nghị Tháng vị tầng hữu Câu này là Lời tán thán của chư Phật Như Lai Đối với Thích Ca Mâu Ni Phật Chư Phật tán thán Chính là làm chứng minh cho Thích Ca Mâu Ni Phật Những gì Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra Mỗi câu đều là chân thật Các ngài đến làm chứng Thị thời đau lợi thiên Đây là nói đạo tràng Vũ vô lượng hương hoa Thiên y châu anh Đây là điềm lành của trời đất Cúng dường thích ca mâu ni Phật Cập địa tạng Bồ Tát dĩ Nhất thiết chúng hội Câu phục chim lễ Hiệp trưởng nhi thoái Nhất thiết chúng hội là bao gồm Chư Phật như lai ở trong đó Chim lễ một lần nữa Quyến luyến không muốn rời Sau đó mới giải tán Chúng ta ở chỗ này Thấy tổng kết kinh văn Không giống như những kinh thông thường Những kinh văn thông thường Phía sau tổng kết Có câu y giáo phụng hành Nhưng ở đây không có Mà chỉ hiệp trưởng nhi thối Vì sao vậy? Vì các ngài là chư Phật như Lai Pháp hội này vô cùng khác thường Pháp sư Thanh Liên Chúa giải ở chỗ này Rất là hay Các vị có thể xem thật kỹ Hôm nay chúng tôi Đã giảng bộ kinh này viên mãn rồi Lần này là gì Đạo tràng Cửu Hoa Sơn Pháp hội năm nay Là mở khóa giảng bộ kinh này được rồi, hôm nay Pháp hội đến đây là viên mãn Xin cảm ơn các vị A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tịnh không Pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ a móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực Tội diệp phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo đăng Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà